Rất hay. Uppercut bằng tay trái và sau đó là một cú thẳng tay sau chính xác bằng tay phải của Ngô Ngọc Linh Chi, mà không cần để cao tay. Và chúng ta bước vào hiệp đấu đầu tiên trong 6 hiệp đấu của màn so găng giữa Ngô Ngọc Linh Chi và Chen Hui Chiao. Võ sĩ ở hạng cân 49kg dành cho nữ. Linh Chi của chúng ta là tay đấm góc đai đỏ và Chen Hui Chiao là võ sĩ góc đai xanh. Xét về mặt thể hình thì Linh Chi tốt hơn rất nhiều so với Chen Hui Chiao, và đó là ưu thế về sải tay của Linh Chi. Cú móc và những cú chắp của Linh Chi đang phá nhịp tấn công của Chen Hui Chiao. Rất tự tin. Ngày hôm nay hai võ sĩ trẻ của Việt Nam bước ra sàn đài đầy tự tin, nhưng vừa rồi là một tình huống móc trái khá tốt của Chen Hui Chiao. Chen Hui Chiao đang cố gắng sử dụng những tình huống di chuyển thật nhanh để áp sát Ngô Ngọc Linh Chi do bất lợi về mặt thể hình. Chen Hui Chiao có chiều cao 1m55 và sải tay của cô là 1m58. Trong khi đó Linh Chi cao 1m70, 1m66 và sải tay là 170cm. Thực tế thì chưa có nhiều khó khăn đối với Ngô Ngọc Linh Chi vào lúc này trước Chen Hui Chiao, võ sĩ được đánh giá cao hơn so với tay đấm 19 tuổi của Việt Nam. Khi so về mặt kinh nghiệm thì Chen Hui Chiao đã có 3 trận đấu chuyên nghiệp rồi, trong khi đây mới là trận đấu thứ hai của Linh Chi ở trên sàn đài quyền đánh chuyên nghiệp. Tốc độ ra đòn của Linh Chi cũng là rất tốt. Những pha áp sát như này của Chen Hui Chiao đang gây ra những khó dễ nhất định cho Ngô Ngọc Linh Chi. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại, chưa có ưu thế thực sự nghiêng về phía võ sĩ nào cả. Thank you.
Hiệp 3 đang khởi đầu với sự quyết tâm tới từ Chen Hui Chao. Rõ ràng võ sĩ người Trung Quốc biết mình đang thua điểm so với Ngọc Linh Chi. Bất lợi về mặt thể hình quả thực đang khiến cho tay đấm người Trung Quốc gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với Linh Chi. Trong khi võ sĩ của Việt Nam rất khôn ngoan, cô giữ một cự ly đủ tốt để ngăn cản tầm đánh của đối phương. Và cũng rất biết tận dụng những tình huống mà Chen Hui Chao tấn công để đưa cái tay mình vào những vị trí trống. Rất hay! Uppercut bằng tay trái và sau đó là một cú thẳng tay sau chính xác bằng tay phải của Ngọc Linh Chi. Vẫn là combo uppercut và thẳng tay sau của Linh Chi. Và nó đang rất hiệu quả vào lúc này. Chen Hui Chao thì vẫn vậy, vẫn phải cố gắng để di chuyển nhiều hơn Linh Chi một nhịp cho việc áp sát với võ sĩ người Việt Nam. Hiệp 3 cũng đã khép lại rồi. Quyết tâm là điều mà Chen Hui Chao thể hiện rất rõ trên sàn đài. Nhưng hiệu quả mà cô có được trước Linh Chi lại là không nhiều. Khuôn mặt của Linh Chi vẫn cho thấy võ sĩ của Việt Nam chưa phải nhận nhiều đòn đánh chính xác từ Chen Hui Chao. Một nửa thời gian trong màn so găng giữa Ngô Ngọc Linh Chi và Chen Hui Chao đã qua đi. Và bây giờ là hiệp 4. Trận đấu ở hạng cân 49kg dành cho nữ giữa đại diện của Việt Nam, Ngô Ngọc Linh Chi. Tay đấm đang ở trên sàn đài với chiếc găng màu đỏ. Và đối thủ người Trung Quốc Chen Hui Chao, võ sĩ với chiếc găng màu đen. Thể lực của Chen Hui Chao là rất tốt. Cô vẫn đang duy trì một nhịp di chuyển liên tục kể từ đầu trận cho tới nay. Nhưng Linh Chi với ưu thế về sải tay đang tạo ra một cự ly rất an toàn trước tầm đánh của Chen Hui Chao. Nhưng đó là một cú móc trái chính xác của Chen Hui Chao. Một pha ra đòn chớp nhoáng. Linh Chi vẫn đang rất tự tin ở trên sàn đài. Chúng ta thể thấy là cô đang thủ mà không cần để cao tay. Khả năng giữ cự ly của Linh Chi rất tốt. Và đó là lý do mà Linh Chi không cần phải để tay quá cao để ngăn cản những cú đấm của Chen Hui Chao. Tình huống chủ động tấn công của Linh Chi và khi không có được đòn đánh chính xác, võ sĩ của Việt Nam rất khôn ngoan đã ghi chặt lấy Chen Hui Chao. Và tiếp tục là những pha clinch của Ngô Ngọc Linh Chi. Những giây cuối cùng của hiệp 4. Trên sàn đài thì Ngô Ngọc Linh Chi vẫn đang rất tự tin. Nhưng trong hiệp 3 vừa qua thì quyết tâm của Chen Hui Chao đã có được thành quả khi cô là võ sĩ được chấm điểm cao hơn. Sau 3 hiệp đầu tiên, Linh Chi có 2 hiệp được chấm thắng. Còn hiệp 3 thì người chấm thắng đó là Chen Hui Chao. Và hiệp 4 cũng đã khép lại rồi. Hiệp 5 đã bắt đầu rồi. Vẫn là những bước di chuyển rất nhanh của Chen Hui Chao. Võ sĩ 28 tuổi người Trung Quốc thực sự có nền tảng thể lực quá tuyệt vời. Những cú móc trái của Chen Hui Chao là rất nặng và vừa rồi Linh Chi đã dính hai cú đấm chính xác của đối phương. Ý đồ dồn Linh Chi vào góc võ đài và Linh Chi của chúng ta cũng rất khôn ngoan cắt góc để thoát ra vị trí khó. Lại là cú đấm tốt bằng tay trái của Chen Hui Chao. Sự linh hoạt đang giúp cho Chen Hui Chao bắt đầu có được ưu thế ở trên sàn đài. Xem về mặt tuổi tác và kinh nghiệm thì Chen Hui Chao được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Ngọc Linh Chi. Nhưng dù sao vào lúc này thì thế trận vẫn là rất cân bằng giải võ sĩ. Bên cạnh đó thì về mặt điểm số Linh Chi cũng đang là người nắm ưu thế. Hiệp 4 Linh Chi lại được chấm thắng rồi. Hôm nay cách biệt giải võ sĩ đang là 2 điểm. Linh Chi cần phải hết sức bình tĩnh và giữ được ưu thế của mình. Ít nhất là trong hiệp 5 này. Một hiệp đấu mà Linh Chi không cần phải quá bung sức
cô có thể duy trì một cự ly đủ tốt để ngăn cản những cú đấm đối phương và tìm cách bộc phá những năng lượng được tích tụ, được tích trữ ở trong hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ 6. Những giây cuối cùng của hiệp 5 rồi. Chen Huijiao cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu về việc cô thấm mệt. Rất hay những cú đựng ra đòn của Linh Chi ở tốc độ cao và rất khôn ngoan để phá nhịp tấn công của Chen Huijiao. Những cú móc bằng tay trái của Linh Chi đang là thứ vũ khí sở trường. Hiệp đấu cuối cùng đã diễn ra. Đây sẽ hiệp đấu mà hai võ sĩ bùng hết sức. Với Chen Huijiao thì cô đã gặp bất lợi quá nhiều về mặt điểm số rồi và cần phải có một trận đấu thực sự đủ tốt, hiệp đấu thực sự đủ tốt để Chen Huijiao lần được thế cờ trước Ngô Ngọc Linh Chi. Trong khi đó công việc của Linh Chi sẽ là dễ dàng hơn một chút so với Chen Huijiao. Linh Chi kể từ đầu trận có được một mật độ tấn công không nhiều. Tuy nhiên, những pha ra đòn của Linh Chi là rất chuẩn. Chen Huijiao đang lao lên, đang dồn toàn sức của mình cho 2 phút cuối cùng này. Trong khi đó Linh Chi vẫn duy trì cự ly rất hay. Quả đòn chính xác của Linh Chi. Những cú chop của Linh Chi với sải tay lên tới 170cm là cực kỳ lợi hại. Và trọng tài vừa phải nhắc nhở với Chen Huijiao trong việc cô cần phải ngẩng cao đầu hơn nữa và hạn chế húc đầu về phía đối phương. Chen Huijiao đang rất quyết tâm, nhưng Linh Chi không cho phép. Chen Huijiao đẩy cao tốc độ trận đấu, vẫn cắt góc và di chuyển khôn ngoan của Linh Chi, nhưng vừa rồi là cú móc trái chính xác của Chen Huijiao. Nếu như Linh Chi có những cú chạp rất hay thì Chen Huijiao với cú móc trái của mình cũng là một miếng đánh mà Linh Chi đã thường xuyên phải nhận đòn kể từ đầu trận. Những giây cuối cùng của trận đấu rồi. Rất nhiều khả năng chúng ta sẽ có thêm một đại diện nữa giành chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Và 6 hiệp đấu giữa Linh Chi cùng Chen Huijiao đã khép lại. Mà Sao Găng ở hạng cân 49kg dành cho nữ đã chứng kiến đại diện của Việt Nam Ngọc Linh Chi thi đấu rất tốt trước tay đấm được đánh giá khá cao bên phía Trung Quốc, đó là Chen Huijiao. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi điểm số từ các giám định. She's now your winner by way of split decision. From Vietnam, Ngô Ngọc Linh Chi. Vỡ hòa, đó là cảm giác của các khán giả đang có mặt tại Hồ Tràm vào lúc này, khi mà trong số 3 giám định thì có 2 người đã châm thắng cho Linh Chi của chúng ta. Quả thực đây là một trận đấu rất cân bằng giữa hai võ sĩ, và các giám định cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra người thắng cuộc.